ngay góc đường luôn. Năm nay thì có vẻ là kinh tế khó khăn rồi. Hải xin kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn, mình đã quay trở lại với kênh của Hải nhé. Thì hôm nay là ngày 2 tháng 3 2023 và hiện tại bây giờ là 11 giờ trưa, thì Hải đang có mặt tại phía trước của nhà thờ Đức Bà, cũng như là phía bên này là con đường công sở Paris giao nhau với con đường Nguyễn Du. Thì hôm nay Hải mời tất cả mọi người mình cùng đi dạo cùng với Hải từ con đường Nguyễn Du mình qua đường Lý Tự Trọng nha, để cập nhật tình hình về tình buôn bán tại Sài Gòn cũng như là bán kinh doanh bất động sản tại Sài Gòn, gửi tới mọi người mình cùng xem nha. Thì bây giờ mình cùng đi. Thì phía trước có mọi người là tòa nhà của Novaland này. Đấy, bên dưới này thì bán cà phê, bên trên là có văn phòng nhưng có vẻ nhìn nó cũng ít, thấy có công nhân làm hoặc là nhân viên làm hơn so với cái đợt trước. Thì vừa rồi mọi người cũng có nghe rồi, bên Novaland thì đã sa thải một số cán bộ nhân viên. Thì tình hình kinh doanh có vẻ khá khó khăn. Bây giờ mình cùng vào con đường Nguyễn Du nhé. Con đường Nguyễn Du này mọi người vào thấy là những cái hình rất là đẹp luôn, nhất là hai bên đường có hai hàng ấy me khá là lớn, có bóng mát sang hai bên. Lúc này thì chỉ có những khối văn phòng và các cái nhà hàng lớn thôi. Nhưng phía trước là con đường Master giao nhau với con đường Nguyễn Du mọi người. Khu vực này thì đây mọi người thấy có một cái tòa văn phòng khá lớn này đang biển cho thuê này. Thì tình hình cho thuê nhà cũng như là bán bất động sản ở tại các quận trung tâm này đang rất là nhiều và nổi lên từ đầu năm 2023 này. Thấy mọi người thấy cho thuê nhà này, anh Nam đấy, số điện thoại 0919049277. Căn nhà khá lớn ở số 88 Nguyễn Du. Ở bên này cũng vậy luôn, bên này có một căn khá lớn, hai mặt tiền. Bên này thì có thể là cái chung cư khá là cổ này. Tiếp theo đấy là mình tới với con đường Nam Kỳ Khuyên Nghĩa. Bây giờ mình cùng chờ đèn đỏ nhé, mình cùng qua khu này thì xe nó chạy hơi lộn xộn một xíu. Chỗ này thì xe nó đậu dưới lề đường nhiều lắm mọi người, nên đi nó nhiều khi nó gây tắc đường. Ở bên này thì có con không thể thiếu nhau, quán cà phê cũng như là ăn uống nhìn khá là sang trọng, nằm dưới mặt tiền Nguyễn Du và Nam Kỳ Khuyên Nghĩa. Cũng như là phía bên đường này thì là có Dinh Độc Lập, một mặt bên có Dinh Độc Lập. Sao cái đường Nguyễn Du này nhiều xe ô tô đậu dữ, dọc này đậu toàn được khúc này không à. Đấy, mất một làn đường mình đi luôn rồi. Cái con đường Nguyễn Du này với cái đường Alexander là hai con đường mà xe ô tô hai cặp này đậu dưới lòng đường rất là nhiều. Bây giờ mình cùng vào với con đường Thủ Khoa Huân nhé. Sau đấy mình đi dạo quanh chợ Bến Thành một xíu, sau đấy mình vào con đường Lý Tự Trọng nhé. Con đường Lý Tự Trọng này rất là nhiều khách sạn cũng như là chung cư bất động sản đang cho thuê ở khu vực đấy mọi người, từ năm ngoái rồi cho tới năm nay. Thì tình hình năm nay là về du lịch cũng khá là khó mọi người, vì khách hàng Trung Quốc người ta cũng không cấp visa cho mình đi sang bên sang qua Việt Nam để đi du lịch, nhưng mà đa phần nó sang Thái Lan. Ở phía bên này này, ở bên ngay góc đường này này, phía trước là cái server cây á, bây giờ nó đóng cửa cho biển cho thuê rồi. Mới cách đây khoảng
thì nó hãy nhớ không nhầm 3 tháng thì đang vẫn đang bán hàng bình thường đó. Thì hôm nay thì đóng cửa cũng đề biển cho thuê lắp mặt bằng ở khu vực này. Ở bên này thì có khách sạn khá lớn này cũng đang đóng cửa để sửa chữa lại kiểu thiết kế này, giống như là khối văn phòng là chính mà cho thuê văn phòng thôi. Khách sạn mấy năm nay thì làm ăn có vẻ là khó hơn rất là nhiều. Còn quán bar này nó cháy thì hôm nay bắt đầu đang tiến hành sửa chữa lại, thì mình kinh doanh trở lại. Thì mọi người cũng biết là nếu mọi người theo dõi sẽ biết quán bar này cháy thì trợ cơ khí cắt hàn hôm nay rơi vào vật liệu để cháy hôm vừa rồi có quay mọi người xem rồi. Thì bây giờ mình cùng về hướng cửa tây của chợ Bến Thành nhá. Như là đi qua con đường Nguyễn An Ninh, sau đấy mình vòng về Trương Định rồi vào con đường Lý Tự Trọng. Đấy, từ sau khi được bỏ giãn cách thì mọi người thấy chợ Bến Thành rất là tấp nập và nhộn nhịp trở lại rồi. Đa phần cũng thấy là những khách nước ngoài với khách nước ngoài với khách ở ngoài Bắc vào là chính thôi, cũng ít người, nếu mà người gốc đây họ ít khi người ta đi lắm. Thì giá chợ Bến Thành giá nó khá là cao. Ở bên này thì hai chỗ đổi cái tiền cũng khá là đông khách. Mỗi lần mà Hải vào cái con đường này là khá là thích, là mọi người thích thú lắm. Thì nhìn lên cái hình ảnh mọi người thấy nó rất là đẹp luôn. Hai bên là những cái tòa nhà cao, thiết kế kiểu căn hộ chung cư. Cái chỗ này thì không thấy có cái biển cho thuê nhà nha. Đặc thù cái chỗ này là cái đoạn đường này là không có cái biển là cho thuê nhà luôn á. Bây giờ mình cùng vào với con đường Lý Tự Trọng. Hôm nay thời tiết khá là đẹp luôn, trời trong xanh, không có gợn mây được luôn á. Bên này thì có mấy quán massage này, rồi có mấy em massage khá là xinh tươi tại khu vực này, hai quán. Đây, ngay góc đường các mọi người này, góc đường Lý Tự Trọng giao nhau với Trương Định, này. Có một cái căn để khá là lâu đời, cái này là quán cửa hàng quán Nhật. Bán rồi để lâu rồi. Đây mọi người. Còn bên này là cái khách sạn cũng đang tiến hành sửa cũng rất lâu rồi nhưng mà vẫn chưa hoàn thành cho mọi người. Để dọc con đường Lý Tự Trọng này thì có chú anh chị mình biết mình về Việt Nam thì chắc chắn là phải thuê. Đa phần là thuê ở khu vực này, mà khu vực này là rất là nhiều khách sạn cũng như là nhà nghỉ ở đây. Nhưng mà có vẻ là sang năm nay thì cũng đỡ rất là bỏ bớt đi rất nhiều rồi. Khách sạn năm nay thì đang treo biển với sửa chữa lại rồi. Bên này cũng vậy rồi. Dọc này cũng có biển cho thuê nhà chính chủ. Những cái chỗ nào mà có cái biển cho thuê nhà chính chủ có một tờ kèm với số điện thoại thì chắc chắn là những nhà đúng. Còn những cái căn nhà nào mà dán chi chít chẳng chịt lại cho thuê nhà đấy là những các bạn bên bất động sản đang treo biển có thể chào người ta kiểu giống như là treo đầu dê bán thịt chó. Ngay cái chỗ này, ngay góc đường này không ngờ là sẽ có ngày phải bỏ cái chỗ này á. Trước thì Hải thấy bán cửa hàng tiện lợi đây này, ngay góc đường luôn. Bây giờ bỏ một căn rất là lớn luôn, hai mặt tiền. Mặt tiền Thủ Khoa Huân với mặt tiền Lý Tự Trọng. Đây có một cái cửa hàng shop quần áo nó lớn cũng đang cho thuê. Năm nay thì có vẻ là kinh tế nó cũng khó khăn hơn năm ngoái luôn á. Bên này cũng vậy.
còn bên này là bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh, bên trong rất là đẹp luôn mọi người. Ở cái điểm chỗ này là thu hút được rất nhiều giới trẻ tới đây chụp hình và phim ở khu vực này luôn á. Thấy bên trong cũng đẹp lắm mọi người, kiểu thiết kế kiểu phương Tây á. Cái này cũng bảo tàng này chắc cũng rất là lâu rồi, hôm trước thì Hải có quay cho mọi người xem một lần rồi. Đây, tiếp theo đấy là mình tới một cái bất động sản khá lớn tại nằm bên đường Pasteur này, với con đường Lý Tự Trọng ngay ngã tư này luôn. Nhưng mà thấy hôm trước là buôn bán tốt, chỗ này có vẻ là lâu lắm rồi không? Cái giá mặt bằng thì ở khu vực này thuê nó cũng khá là cao mọi người, có những cái chỗ mà rơi vào đến vài trăm triệu một tháng, thì chỗ vài tỷ á, nên buôn bán cái chỗ này thì cũng làm gì được, một tháng kiếm khoảng vài chục tỷ để mà có thể kinh doanh được cái chỗ đấy thì đa phần người ta thuê để lấy mặt bằng cũng như là giới thiệu sản phẩm kinh doanh với mọi người, chứ còn thuê cho khu vực này mà để bán hàng để mà kiếm được vốn lời lại vốn với lãi hơi khó. Đường đây cũng có một cái căn, cái này không biết là gọi căn chung cư không, nhìn cũng khá là cổ nữa. Tối có bán cà phê á, nhưng mà bán nó khoảng 10 giờ tối là đóng cửa hết, không thấy có bán đó mọi người. Đây, Vincom thì mua sắm khá là nhộn nhịp, xe ô tô đậu ở đây đấy. Bên dưới thì taxi, ở bên trên thì những cái xe con của khách hàng họ mua hàng. Và bây giờ thì họ sẽ vào con đường Hai Bà Trưng nhá. Hai Bà Trưng hướng về quận 1 và quận 3. Phía bên này là bưu điện tỉnh, bưu điện thành phố ấy mọi người. Đây, khu vực này khá là lớn, nằm trên con đường Nguyễn Du và con đường Hai Bà Trưng, ngay cái ngã tư luôn. Thì mọi người muốn gửi thì có thể ra đây gửi. Đây, rất...
Đây mình sang bên góc này cũng vậy này, góc đường góc con đường Phạm Thạch với đường Nguyễn Văn Chiêu cũng có một cái tòa nhà đang để biển cho thuê. Tòa này lâu lắm rồi, ngày trước phải đến gần một 6 tháng rồi mọi người, cho thuê vẫn không có ai thuê này. Bên đường cũng vậy luôn. Đây góc này cho mọi người xem zoom gần. Đây một cái tòa nhà cũng rất là đẹp luôn, nằm hai mặt tiền. Thoáng mát, thuận tiện buôn bán. Bên này cũng vậy. Em không hiểu sao năm nay y tế khó khăn quá, nhiều người, nhiều shop rồi như nhà kinh doanh người ta trả mặt bằng lại. Vì bây giờ nói chung thì mặt bằng người ta không phải thuê nhiều rồi, người ta bán hàng bây giờ là bán hàng online hết rồi mọi người. Thuê những cái gian hàng online nó khá là rẻ luôn á, một tháng vài triệu không có đấy, chạy quảng cáo nữa, lấy tiền thuê mặt bằng chạy quảng cáo khi bán còn gấp nhiều lần sản phẩm á, mà đỡ phải lo tiền mặt bằng nên họ bỏ đi rất là nhiều rồi. Ra con đường Hai Bà Trưng này cũng vậy á, mình kéo lên đến con phường 8 rồi bên Tân Định rất là nhiều cái tòa nhà cho thuê. Thì bây giờ là đang là bùng nổ thời đại mà mọi người, công nghệ số mà nên là dạo này cho thuê mặt bằng khá là khó. Đây bên này cũng vậy này, bên 1341 Hai Bà Trưng nguyên một cái tòa nhà to đùng cũng đang đầy biển cho thuê rồi. Được dừng video ở đây nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Hẹn tất cả mọi người ở một video tiếp theo. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối an lành, hạnh phúc bên gia đình.